mình phải ngồi đi. Ngồi chờ quay một góc. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và như cũng đã gần 3 tháng kể từ cái vlog cuối của mình. Và hôm nay mình đã chính thức trên đường đi đến Đức. Nhớ là ngày mình đi là nó mưa rất là tầm tã. Vừa đúng lúc mà mình đón chiếc xe taxi luôn. Là trời giờ đổ mưa rất là lớn. Và sau khoảng 20 phút thì mình đã có mặt tại sân bay rồi. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong để check in. Và các bạn cùng nhau xem quang cảnh sân bay Tân Sơn Nhất vào mùa dịch thế nào nhé. Hello mọi người, mình vừa gửi hành lý và lấy vé xong. Thì mọi người như các bạn cũng thấy là có sân bay siêu vắng. Như nãy mình xếp hàng rồi không? Mình xếp hàng là nó chỉ có 3 người thôi. Chào cái tên vô. Đây, mình vừa làm thủ tục soi hải quan xong, xuất cảnh xong. Thì bây giờ là 12 giờ, đúng 2 giờ chiều rồi. Thì là mình xuất phát khỏi nhà là lúc 1 giờ, thì tới sân bay là 2 giờ, và chuyến bay của mình là lúc 3 giờ 50. Thì người ta nói mình xuất cảnh là mình sẽ lên máy bay là lúc 3 giờ 10. Thì là tất tần tật mọi thứ là từ lúc mới vô tới giờ là chắc cũng khoảng 45 phút. Nên là bây giờ mùa này sân bay dán là các bạn có tranh thủ. Thì là lúc người ta soi qua soi bên cái máy soi thì người ta sẽ bắt bạn lấy cái laptop, iPad, nói chung những cái gì đó dùng một cái riêng thì các bạn chuẩn bị. Rồi các bạn chuẩn bị thêm là giấy nhập học, rồi giấy test Covid này kia đầy đủ. Thì người vô một cái túi nhỏ như vậy nè, cái người ta hỏi mình lôi ra mình lấy thôi. Ok, và bây giờ là mình sẽ có một tiếng để ngồi chờ ở đây. Còn lại đó, còn một cái nữa là mình đi từ sân bay, đi từ nhà mình ra sân bay là đi bỏ taxi. Rồi mình sẽ gọi trước, mình nói là gần tới giờ đi khoảng một tiếng là mình gọi. Mình là trước ngày trước đó mình cũng gọi, mình hỏi là có cần đặt trước được không, người ta nói không cần, chỉ cần tới gần này đi gọi trước thôi. Thì mình đi lên cũng trót lọt lắm, mình lên là người ta chở cái ọt là tới sân bay rồi không có ai kiểm tra giấy gì, chắc tại dễ. Thì chắc là mình có sẵn cái giấy test Covid trong mình rồi, với trên taxi cũng ngoài chốt cũng dễ. Hay là các bạn thì có gì các bạn cứ bắt taxi nhé. Đây mình đã có mặt lên trên máy bay rồi. Mình vừa on board máy bay, mùa này đi rất là vắng. Chụp chỗ đi cho mình nè, chứ bên đây cũng không ai hết. Mà mình ngồi thì cái chỗ ngồi phía trên mình thì cũng rất thoải mái. Mình ngồi phía trên này luôn. Ở đây người ta chờ mình. Đây nghe một cái nước suối và một cái bộ gọi là kit, một cái nước đôi tay, áo đèn, một cái quét. Thì theo mình thấy là cái máy bay này, chuyến Singapore Airlines từ Sài Gòn tới Singapore là ngồi siêu thoải mái luôn á. Cái chân của mình có thể vậy, duỗi thẳng được, ok ngồi chắc này cũng có thể ngoài có thể bắt đầu được sao luôn. Nói chung là good. Hello mọi người, mình vừa hạ cánh xuống Singapore.
thì là bây giờ chỗ này là mình chỉ quá cảnh thôi, là 6 tiếng đồng hồ. Khu này khi mà mình vô thì người ta sẽ lùa mình vô còn một cái khu gì nè, không được đi đâu hết trong này hết. Và ở ngoài kia thì nó họ có một cái máy bán đồ ăn, bán nước uống, đồ tự động này kia, mà các bạn có thể trả bằng thẻ hoặc là tiền sinh cũng được. Thì trong đây là có wifi, mình thấy là cho kết nối xài 3 tiếng đó. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi đây ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ. Ok, hẹn các bạn sau. Hello các bạn, bây giờ là mình đã đợi đây được 2 tiếng rồi. Mình nói khẩu trang là mình đang ăn, là mình đã đem trót lọt được một cái bánh bông lan trứng muối từ bên Việt Nam qua, không biết có sao. Ở đây là nó là họ có bán có máy bán nước tự động, bán nước, bán mì như bán cơm, thì là nó có xài cho bạn xài cái loại thẻ, mà cái loại thẻ tap mà để tính tiền hoặc là tiền mặt của Singapore. Mà mình tưởng cái thẻ của mình bữa hả mình như mình bỏ vô cái máy giặt nó bị hư bạc tiêu rồi, nên mà hồi nãy mình làm mình thử mua không được, nên là giờ phải đành phải mua cái bánh ra. Cũng là có bánh phải ngồi đây nè, ngồi chờ quay một góc. Giờ ngồi ăn xong chắc có phim khoảng 1-2 tiếng nữa rồi sau đó là khởi hành. Terminal 3 này đẹp. Bây giờ mình đang trên đường đi ra cái cổng sân bay của mình 16. Lúc đến thì người ta sẽ cho mình vào một cái khu riêng, nhưng mà bây giờ mình trên đường đi thì mình sẽ được ra tới cái chỗ bay của mình và lên máy bay đi luôn. Sân bay München hay gọi là Munich. Thì các bạn lưu ý khi mà các bạn hạ cánh xuống á, thì các bạn cứ đi theo người ta tới cái hàng lúc nhập cảnh, thì các bạn cứ nhập vô cái hàng dài nhất, cái hàng mà ghi là on passport. Thì các bạn cầm trên sẵn tay các cái tờ này nọ, rồi cái tờ khai báo y tế của Đức. Rồi sau khi các bạn qua được cái bạn đó thì các bạn đi qua hàng cái hàng mà kiểm tra hành lý, thì các bạn cứ tự tin các bạn bước ra khỏi cổng. Và xong thì sau đó các bạn đón tàu về. Ok, và là video về hành trình từ Sài Gòn sang Đức của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay vô ích thì các bạn hãy giúp mình nhấn like và subscribe nhé. Và cùng hẹn các bạn ở những video sau. Bye các bạn.